sức mạnh của các loài động vật trong tự nhiên luôn luôn là chủ đề thú vị để thảo luận. Mặc dù sức mạnh của các loài động vật chỉ phụ thuộc vào kích thước của nó, nhưng rất nhiều loài động vật hoang dã sở hữu sức mạnh không chỉ phụ thuộc vào kích thước cơ thể, mà còn phụ thuộc vào bản năng sinh tồn và môi trường sống của chúng. Trong họ hàng loài mèo, hổ là loài có sự khác biệt hơn cả. Chúng có thân hình to lớn, với cơ bắp vạm vỡ, cùng với khả năng tác chiến độc lập, khiến chúng được coi là một trong những chúa tể của vương quốc động vật. Loài lớn nhất và mạnh nhất trong họ hổ là hổ Siberia. Con đực trưởng thành có thể cao đến 3,6 m. Với cân nặng 330 kg và cơ bắp gần như thuần túy, cân nặng của chúng bằng trọng lượng của 6 người bình thường. Đối với nhiều người, hổ là một trong những thú cưng đẹp nhất. Tuy nhiên, sự hung dữ và sức mạnh của hổ khiến chúng trở thành những sinh vật hấp dẫn hơn nữa. Là một trong những loài lớn nhất trong họ mèo, hổ cực kỳ mạnh mẽ và được coi là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất hành tinh. Sức mạnh của con hổ dường như là huyền thoại, vì khi nghe tiếng gầm của nó, thì hầu như bất kỳ loài động vật nào cũng đều phải khiếp sợ. Hổ là một trong những loài động vật mạnh nhất trên trái đất, chúng có thể nhảy lên độ cao 5 mét, đạt tốc độ trên mặt đất là 64 km/h, và có thể mang theo con mồi, có khối lượng gấp đôi cơ thể của chúng, đi được một khoảng cách rất xa. Ngoài việc là loài mèo lớn nhất, hổ còn là loài mèo khỏe nhất. Với lực cắn lên đến 1.050 PSI, và những đoàn tấn công chết người bằng bàn chân mạnh mẽ của chúng, rất ít loài động vật có thể sánh được với sức mạnh của hổ. Hổ là loài săn mồi đỉnh cao, có nghĩa là chúng luôn đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Chúng là những kẻ thống trị thực sự trong môi trường sống của mình. Không có một kẻ săn mồi tự nhiên nào dám đến gần để cạnh tranh lãnh thổ với hổ. Ngoài việc là loài săn mồi trên cạn nhanh nhẹn, hổ còn là loài bơi dưới nước thành thạo. Không giống như hầu hết các loài mèo lớn, hổ là những tay bơi lội cừ khôi. Bàn chân có màng và cơ thể vạm vỡ giúp chúng phù hợp hoàn hảo với lối sống bán thủy sinh. Răng và cấu trúc hàm của hổ đóng một vai trò quan trọng trong việc săn mồi, cũng như chế độ ăn uống và lối sống của chúng. Chúng được chế tạo để tóm lấy con mồi đang di chuyển, đôi khi con mồi lớn hơn cả con hổ, và nghiền thịt thành từng miếng đủ mềm để nuốt. Vì vậy, hàm phải cực kỳ chắc khỏe và linh hoạt. Hàm của chúng chứa 30 chiếc răng ở một con vật khỏe mạnh bình thường. Những chiếc răng này được chế tạo riêng để kẹp và xé thịt. Giống như ở người, răng hàm và răng tiền hàm được thiết kế để mài và nhai. Vì vậy, một khi con hổ bắt được con mồi và xé thịt, nó có thể xử lý những miếng thịt lớn giữa những chiếc răng này trước khi nuốt. Sự vắng mặt đáng kể của răng hàm và răng nanh ở vị trí này, điều này cho phép con hổ sẽ dễ dàng giữ chặt con mồi, ngay cả khi nó quằn quại để chạy trốn. Với hàm răng nanh dài từ 7 đến 10 cm, trong số tất cả các loài mèo lớn, hổ Siberia thể hiện một màn trình diễn đáng sợ. Chúng có đủ lực lượng để hỗ trợ, tạo ra áp lực hơn 1.000 pound trên mỗi inch vuông, lực cắn gần gấp đôi so với sư tử. Là loài mèo mạnh nhất hành tinh, hổ cũng được tự nhiên ban cho sức mạnh với những cú vuốt chân mạnh nhất trong số tất cả các loài mèo lớn. Một trong những sức mạnh chính của hổ nằm ở đôi chân trước của nó. Bàn chân của hổ có thể đạt kích thước 20x20 cm, được trang bị những móng vuốt sắc nhọn ở đầu bàn chân. Cú quất của hổ là một trong những vũ khí chính. Người ta ước tính rằng lực vuốt chân của hổ là khoảng 10.000 pound. Ngoài gấu thì cú đánh từ chân của hổ là một trong những đòn nguy hiểm nhất trong thế giới động vật. Trên thực tế, một cú đánh từ chân của hổ cũng đủ mạnh để giết chết hoặc làm gãy xương sống của động vật. Xương chân của chúng rất chắc chắn và dày đặc, hỗ trợ cơ thể to lớn và cơ bắp cần thiết để tiêu diệt những con mồi lớn. Hổ được sinh ra với khả năng trong tự nhiên là kẻ thống trị môi trường sống của chúng. Không phải loài động vật nào có kích thước tương tự lại có thể mạnh mẽ được như hổ. Hơn nữa, hổ là động vật săn mồi với kỹ năng ẩn nấp và phục kích rất khó nhận biết. Không giống như một số loài động vật săn mồi theo bầy, như sư tử hay chó sói. Riêng ở hổ,
chúng có khả năng tác chiến độc lập và đơn độc một mình. Hành vi đơn độc này có thể khiến chúng có vẻ bí ẩn và có khả năng nguy hiểm hơn. Về khả năng leo trèo, người ta đã quan sát thấy hổ có thể leo lên những thân cây có vỏ nhẵn đến độ cao 10 mét. Trên thực tế, việc đối đầu với hổ trong tự nhiên là một trong những điều bất hạnh đối với con người. Mặc dù hổ là loài săn mồi đỉnh cao và nguy hiểm, nhưng chúng thường tránh đối đầu với con người. Trong tự nhiên, hổ được biết đến là loài khó nắm bắt và thường chỉ tấn công con người nếu chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc không thể tìm thấy con mồi tự nhiên của mình. Nhưng nếu gặp phải tình huống đối đầu trực tiếp với một con hổ trong tự nhiên, điều đó có nghĩa là con vật đã chọn bạn làm bữa ăn của chúng. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo trên kênh, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.